Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, ông Nguyễn Nhân Chiến, cựu bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh, bị cáo buộc nhận hối lộ tổng cộng 14 tỷ đồng trong suốt 7 năm, gồm 13 tỷ đồng từ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và 1 tỷ đồng từ một người khác. Theo kết luận của Bộ Công an, vụ án liên quan đến các hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Sở Y tế Bắc Ninh và công ty AIC. Tại kết luận điều tra vụ án đưa nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bắc Ninh, cơ quan điều tra Bộ Công an làm rõ, nhóm công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC do Nguyễn Thị Thanh Nhàn làm chủ tịch và nhóm công ty công nghệ truyền thông Sông Hồng trúng 6 gói thầu sai quy định. Hành vi sai phạm của các bị can bắt đầu khi tỉnh Bắc Ninh xây 6 bệnh viện đa khoa tuyến huyện nhưng chưa có vốn để lắp đặt thiết bị. Năm 2013, ông Đặng Tiên Phong, chủ tịch công ty Sông Hồng, mất năm 2021, đã gặp ông Trần Văn Tuynh, cựu giám đốc ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế tỉnh, ban quản lý. Ông Phong khẳng định bản thân có nhiều mối quan hệ thân thiết nên sẽ xin được vốn bổ sung từ chính phủ cho 6 bệnh viện huyện. Nhưng đổi lại, lãnh đạo tỉnh phải cho phía công ty của ông Phong tham gia, trúng thầu cả 6 dự án. Để xin được nguồn vốn từ Trung ương, ông Phong sẽ phải đi chi phí ngoại giao tổng số tiền khoảng 10 tỷ đồng, tương ứng 8% tổng giá trị thực tế thanh toán trước thuế của các gói thầu theo các dự án đã được phê duyệt. Số tiền trên gồm chi phí ngoại giao cho các lãnh đạo tỉnh khoảng 4 tỷ đồng, chi phần trăm ngoài hợp đồng cho Tuynh và các lãnh đạo liên quan khoảng 6 tỷ đồng. Công việc cụ thể do bị can Lã Tuấn Hưng, phó giám đốc công ty Sông Hồng thực hiện. Một thời gian không lâu sau, Lã Tuấn Hưng cùng Trần Văn Tuynh và giám đốc Sở Y tế Nguyễn Hạnh Trung, sau là tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh gặp nhau. Cả ba sau đó lên phòng của bị can Nguyễn Nhân Chiến, chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, sau đó là bí thư tỉnh ủy, để báo cáo xin chỉ đạo về việc công ty Sông Hồng sẽ đứng ra quan hệ với lãnh đạo các bộ ngành trung ương, xin cấp nguồn vốn, kinh phí bổ sung, nhưng phải cho doanh nghiệp này trúng thầu. Bị can Chiến đồng ý và chỉ đạo sang báo cáo lại Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, sau là Chủ tịch tỉnh, vì thời điểm này bị can Quỳnh được giao phụ trách lĩnh vực y tế giáo dục. Tại phòng làm việc của bị can Quỳnh, nhóm Tuynh và Trung tiếp tục báo cáo nội dung trên. Vị Phó Chủ tịch tỉnh lúc đó đồng ý chỉ đạo về làm các thủ tục để trình Ủy ban Nhân dân tỉnh để Quỳnh hoặc Chiến ký. Thực tế, bị can Quỳnh sau đó ký văn bản gửi Trung ương xin vốn bổ sung cho 6 bệnh viện huyện tại Bắc Ninh. Còn từ phía công ty AIC, bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn quê Bắc Ninh cũng gọi điện cho Tuynh đặt vấn đề, tác động lên cán bộ, ban ngành trung ương để xin phê duyệt nguồn vốn bổ sung cho các dự án về y tế tại Bắc Ninh. Đổi lại, công ty AIC phải được tham gia và trúng thầu 6 gói dự án bệnh viện huyện. Tuynh biết bị can Nhàn có quan hệ với các lãnh đạo tỉnh và trung ương nên đề nghị người phụ nữ xin ý kiến lãnh đạo tỉnh, đồng thời báo việc có cạnh tranh cho phía công ty Sông Hồng. Phía công ty Sông Hồng đưa ra phương án, để tránh va chạm thì sẽ thực hiện 3 gói và chia lại cho công ty AIC thực hiện 3 gói. Bị can Tuynh báo lại việc này cho Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Hạnh Trung và được đồng ý. Vào tháng 1 năm 2014, Chính phủ quyết định bổ sung vốn về Bắc Ninh với 850 tỷ đồng cho 6 dự án bệnh viện đa khoa tuyến huyện. Bị can Tuynh lên gặp Nguyễn Tiến Nhường, khi đó là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, báo cáo việc các bị can Nguyễn Nhân Chiến, Nguyễn Tử Quỳnh đã đồng ý để công ty AIC và công ty Sông Hồng mỗi bên trúng 3 gói thầu. Tuynh cũng đề nghị bị can Nhường sớm phê duyệt các thủ tục triển khai đầu tư mua sắm. Sau khi hoàn thiện các thủ tục hành chính, nhóm Tuynh và Trung bàn bạc thống nhất ưu tiên cho nhóm công ty Sông Hồng thực hiện trước 3 gói thầu tại 3 bệnh viện huyện, Tiên Du, Quế Võ và Yên Phong. Tháng 2 năm 2024, tỉnh tiếp tục tổ chức đấu thầu và nhóm công ty AIC trúng thầu, thực hiện tiếp 3 gói thầu còn lại tại các bệnh viện huyện, Lương Tài, Thuận Thành và Gia Bình. Lý do để nhóm công ty Sông Hồng trúng thầu trước vì họ biết Nguyễn Thị Thanh Nhàn có mối quan hệ rất thân thiết với các lãnh đạo tỉnh và trung ương, nên để công ty AIC thực hiện trước thì các thiết bị tại các bệnh viện sẽ bị phụ thuộc, chịu sự áp đặt về giá, thông số kỹ thuật, chất lượng hàng hóa của công ty AIC, có thể thay đổi thiết bị ảnh hưởng đến danh mục cần đầu tư mua sắm theo nhu cầu của các bệnh viện đã được Sở Y tế phê duyệt. Khi được báo cáo việc trên, bị can Nguyễn Tử Quỳnh đồng ý phân chia cho nhóm công ty Sông Hồng và công ty AIC, mỗi bên thực hiện 3 gói thầu. Bị can Quỳnh còn nói, chủ trương của lãnh đạo tỉnh là ưu tiên những đơn vị đã hỗ trợ xin cấp vốn cho tỉnh, sẽ được tạo điều kiện cho trúng thầu tham gia thực hiện các gói thầu đã xin được cấp vốn. Mọi việc theo đúng kế hoạch chia chác nói trên.
nhóm Sông Hồng trúng thầu tại 3 bệnh viện huyện với tổng trị giá 126,292 tỷ đồng và nhóm AIC trúng tại 3 bệnh viện còn lại, tổng trị giá 126,167 tỷ đồng. Kết quả điều tra cho thấy, quá trình đấu thầu tại Bắc Ninh đã xảy ra những vi phạm pháp luật, gây thiệt hại 48 tỷ đồng. Công ty Sông Hồng và công ty AIC sau đó còn hối lộ cho 4 nhân vật quan trọng là Nguyễn Nhân Chiến, Nguyễn Tử Quỳnh, Trần Văn Tuynh và Nguyễn Hành Trung. Bị can Nguyễn Tiến Nhường cũng được tặng quà 750 triệu đồng, nhưng được xác định không phạm tội nhận hối lộ. Hành vi của bị can Nhường là lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong vụ án này, bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị truy tố tội đưa hối lộ nhưng vẫn đang bỏ trốn và đang bị truy nã. Trước đó, Chủ tịch AIC bị xét xử vắng mặt và bị tuyên phạt mức án tổng hợp 30 năm tù trong các vụ vi phạm đấu thầu tại Đồng Nai, Quảng Ninh, TP.HCM. Cũng liên quan đến sự việc trên, ông Nguyễn Tử Quỳnh bị cáo buộc vì động cơ vụ lợi, tạo điều kiện cho các công ty AIC và Sông Hồng trúng thầu không đúng quy định. Dù trước đó, cựu Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh từng từ chối nhận hối lộ một lần vì lý do ngại em trai bí thư tỉnh ủy. Cơ quan điều tra Bộ Công an vừa kết luận, đề nghị truy tố 13 bị can trong vụ án vi phạm đấu thầu, đưa nhận hối lộ xảy ra tại Sở Y tế Bắc Ninh và công ty AIC. Với ông Nguyễn Tử Quỳnh, điều tra xác định vị này vốn là phó chủ tịch phụ trách mảng văn xã, sau đó lên giữ chức chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Vị này đáng ra phải chỉ đạo cơ quan chức năng làm đúng quy định, nhưng vì động cơ vụ lợi lại tạo điều kiện cho hai doanh nghiệp nói trên vi phạm đấu thầu. Ông Quỳnh sau đó nhiều lần được tặng quà. Sau khi công ty Sông Hồng trúng thầu, doanh nghiệp này đưa 6 tỷ đồng cho Trần Văn Tuynh, cựu giám đốc ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế tỉnh. Năm 2013, bị can Tuynh có đến gặp ông Quỳnh tại phòng làm việc. Tuy nhiên tại thời điểm này, Tuynh là em trai ruột của bí thư tỉnh ủy, ông Trần Văn Túy, nên ông Quỳnh ngại và từ chối không nhận. Tuy vậy, từ năm 2015 đến năm 2017 và các dịp lễ Tết, ngày kỷ niệm, bị can Tuynh đều đến gặp ông Quỳnh tại phòng làm việc để cảm ơn và biếu quà, thường là túi quà đựng chai rượu, hộp chè kèm theo phong bì đựng tiền, mỗi lần đưa là 200 triệu đồng, tổng cộng 1 tỷ đồng. Ngoài ra, sau khi công ty AIC và các công ty trong hệ sinh thái trúng các gói thầu của các dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, từ năm 2013 đến năm 2019, vào các dịp lễ Tết, ngày kỷ niệm, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đều đến tại phòng làm việc của ông Quỳnh tại Ủy ban Nhân dân tỉnh để gặp cảm ơn và biếu số tiền từ 300 triệu đến 2 tỷ đồng, tổng số 9,1 tỷ đồng. Lần thứ nhất vào cuối năm 2013, bà Nhàn đến gặp ông Quỳnh tại phòng làm việc, biếu túi quà trong đó có 300 triệu đồng. Lần hai vào Tết Nguyên đán năm 2014, tặng túi quà trong có 300 triệu đồng. Lần thứ ba vào Tết 2015, tặng 1 tỷ đồng. Hoặc vào sinh nhật ông Quỳnh năm 2018, vị này cũng được bà Nhàn tặng quà 1 tỷ đồng. Theo cơ quan điều tra, ông Nguyễn Tử Quỳnh nhận thức việc Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Trần Văn Tuynh đưa cho ông Quỳnh tổng số tiền 10,1 tỷ đồng là số tiền hưởng lợi bất hợp pháp. Trong đó, việc ông Quỳnh nhận 1 tỷ đồng do Nhàn đưa và nhận 1 tỷ đồng do Tuynh đưa cảm ơn sau khi Quỳnh ký các thủ tục đề nghị xin vốn chính phủ cho 6 dự án tại bệnh viện tuyến huyện, đồng ý phân chia tạo điều kiện cho nhóm công ty AIC và công ty Sông Hồng trúng thầu là sai quy định. Ông Quỳnh hiện bị truy tố theo khoản 4, điều 354 Bộ Luật Hình sự với khung hình phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Tuy vậy, ông Quỳnh được ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ, gồm tự nguyện khắc phục 10,1 tỷ đồng hưởng lợi bất chính, có thành tích trong công tác, nên phía điều tra đề nghị xem xét khi lượng hình. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi. Những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị trong những video tiếp theo. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.